Hello, xin chào anh em. Thì hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật một cái dòng xe giá rẻ ha. Tại thì mình đang ở tại cửa hàng mô tô Hoàng Gia anh em nhé. Đấy, thì hôm nay mình cũng lâu lâu mới lên cập nhật một cái dòng xe giá rẻ cho anh em. Hôm nay cũng thấy cũng về mấy chiếc, giá cũng rất là mềm thôi. Hôm nay sẽ cập nhật giá cho anh em nhé. Thì hiện tại thì mình đang đứng ở trên đây là đường GT 143 anh em nhé. Dĩ An. Đấy, nếu anh em nào quan tâm thì cứ tới địa chỉ là 489 DT 43 Dĩ An, Bình Dương. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho anh em và quay cái bảng hiệu ngoài kia cho anh em ha, để anh em biết chi tiết rõ hơn. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh hãy cho mình nó đăng ký kênh nha, và nhấn chuông nó đăng ký để cập nhật video mọi người. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ vào chi tiết cho anh em ha. Okay. Ok, thì hôm nay mình sẽ xem có những chiếc nào mới về nhá. Thì hôm nay có Ghirlitemann 150 này đó, và hai con Rebel đó, hai con Rebel 125 dòng hai máy anh em nhá. Ok đó, trong nhà thì có mấy chiếc tay ga này, thì có Winner V1 nè, Winner X đây nha. Ok đó. Ok thì hiện tại thì ở cửa hàng thì có rất nhiều dòng xe như tay ga, xe máy phổ thông và mấy cái xe côn tay phổ thông cho anh em luôn. Đấy, ok. Thì mình sẽ quay bảng hiệu cho anh em xem nhé. Đây, cửa hàng mô tô Hoàng Gia. Đấy, địa chỉ 489 DT43 nhé. Số điện thoại là 0908626033 nhé. Ok, 0908626033. Đó, ok. Thì hiện tại thì mình thấy là có hai con Rebel mới về. Đó, và mấy con Dream này, City này. Đó, giá rất mềm thôi nha. Thì con City này thì giá cũng 7,8 triệu này. Đó. Ok. Đây. Đấy, ok. Thì đây có Sirius FI. Sirius FI thì hiện tại thì có hai con. Đó. Ok. Hiện tại thì đang loa phường đang phát rất là ồn luôn. Đấy, ok nha. Thì bây giờ mình sẽ quay sang bên này. Đó. Hai con Rebel mới về. Thì hai con này thì dọn lại rất là sạch để sạch đẹp anh em nhá. Đây. Giới thiệu anh em con đầu tiên đây, Monster U1 nhá. Monster U1 thì hiện tại thì vẫn đang còn. Đấy. Con này thì giá em nói chỉ có 18,5 triệu anh em nhá. Giá rất là mềm thôi, 18,5 triệu. Đó. Mình thì nghĩ là còn bình hay không. Đó. 18,5 triệu. Con xe mini rất là đẹp luôn. Đó. Đây. Máy ngang. À, con này là 110. Đó. Ô đồ mới đi 6.000 cây. Đấy. Đó, gần 6.000 cây em nhé. Đó, không biết là xem đây, rất là nhiều nút, không biết là nút nào đây. Đó. Rất là nhiều nút, không biết nút nào. Đó, xe rất đẹp, mẫu xe này anh em này. Mẫu xe mini. Đó. Cái dòng này thì nó là giống như lốc của lốc sơ quay, nên mà bảo trì thì cũng rất là rẻ thôi nha. Đó, giá rất mềm. Chỉ 18,5 triệu. Anh em nào mà quan tâm thì anh cứ tới trực tiếp cửa hàng để xem xe, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại nhá. Đó, con này thì cũng xe cũng đã dọn sẽ sạch sẽ này anh em này. Dàn mũ này sơn lại rất là đẹp luôn này. Đó, như là cái xe này dọn lại rất là đẹp rồi. Đó, máy móc thì thầm. Thì con này hai con đồng giá, một con màu đỏ, một con màu vàng. Thì con này đồng giá là 20,5 triệu anh em nhé. 20,5 triệu. Đấy. Máy móc thì thầm, con này thì mới đứt cái dây ga nên đang thay dây ga lại thôi, không có gì hết nhá. Đó anh em thấy không? Đó, đèn thì đã thay đèn led này. Đó, máy móc thì thầm nhá. Con này động cơ nó là hai máy em nhá. Đó, hai máy thì thầm luôn. Đó, ok. Đó, con màu vàng. Đây, đây còn con nữa nè. Đó. Đây. Rebel Lotus. Đó, con này thì cũng là động cơ hai máy em nhá. Con này thì cái dàn mũ cũng đã sơn tút lại để cho sạch đẹp nhá, vì cái dòng này cũng ra rất là lâu rồi. Đó, ok. Đây. Đây, ok nha. Đó, anh em thấy không? Đó, tính bô này, bô con này rất là hay luôn, máy tại động cơ nó hai máy nha. Đó, thích hợp cho những em nào mà mới chơi á, mới tập chơi á, kìa rất là phê luôn. Đó, ok nha. Đó, rồi mình sẽ cập nhật những dòng khác cho anh em. Đây, con Lotus đó, 20,5 triệu anh em nhé, động cơ hai máy. Đó, ok. Thì đây là con Sirius FI. Đó, Sirius FI con này thì giờ chỉ còn 12.500.000 thôi, con này là 214 anh nhá. 214 đó. Ok. 214 đó. 12.500.000. À, con này cũng đời 214 luôn, 12.5 luôn. Hai con đồng giá nhau nha, một con màu đen, một con màu vàng đen. Đó, xia thì zin. Đó. Ok nha. Dàn mũ rất cứng, dàn mũ thì ở ngoài thì cũng hơi chày chỗ một chút xíu nhưng rất chày rất ít thôi. Đó, ok. Còn City, đó, con City này thì chỉ 7.8 thôi nhưng nhá, City, đó. Còn The Ram này là The Ram Daelim, đó, Daelim này thì con này sẽ là zin từ đầu đến đuôi luôn. Đó, zin đầu đến đuôi, con này là giá là 13.300.000. Đấy. Dream này thì biển số 61 này. Đó. Daelim thì biển số 53. Đó. Suzuki màu vàng này thì biển số 63 này. Đó. Suzuki màu đen biển số 83. Còn Rebel màu vàng kia thì biển số 47 này. Còn Rebel này, con này biển số 93. Còn em Monster thì biển số 64 em nhé. Đó, ok. Đây thì có Rider. Đó. Rider Sanker này, Rider Sanker thì con này cũng đời 214 luôn, 214 anh em nhá. Giá này rất mềm thôi, giá 22 triệu thôi anh em nhá. 22.500.000. Đó, 22.500. Đấy. Đó, đây dàn mũ này. Ở dàn mũ ở ngoài thì còn cứng, lâu có một số chỗ chạy xước thôi. Ok. Đây. Tiếp theo con Rider. Con này thì Rider 219 anh em nhé. 219 đó. Rider 219 rất là mới luôn. Đó. Đó, 219 thì giá con này giờ chỉ có 37 triệu anh em nhé. 37 triệu thôi. Đó, ok. Rồi, tiếp theo anh em một con nữa là con Sachi 150. Sachi 150 thì con này đời 2020 luôn nhá. 2020 đó. Lên tem Repsol. Đó, tem Repsol này. Đấy, lên tem Repsol, tem trùm Repsol nha anh em nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Ok, con này thì có lên đèn chở sáng này ha. Chia cắt nước này, đó. Rồi tay thắng tay con Racing Boy này. Đó, lên kính chắn gió này. Đó, nói chung là lên rất là đẹp luôn rồi. Đó. Lên chống đổ này, in cũng là bọc một in mới này. Đó, rất đẹp anh em nhé. Rồi, ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em một con nữa. Đây là con Ligalitemann, Legend 150, Legend 150 bản Checker. Đấy, lên tay lái cao. Đó, tay thắng tay con Racing Boy. Đó. Con này thì đăng ký 2020 luôn em nhé, rất là mới luôn. Hầu như còn như mới á, đi rất ít này em thấy. Lốp còn như mới luôn. Hầu như là từ đầu đến đuôi là như mới đấy em ạ. Đó. Giá là 38.500.000 nhá, 2020. Đây có lên ốp đầu đèn này. Đó. Ok. Để xem đồ con này nha. Đó. Rất là mới luôn, 38.500.000. 150cc. Đó. Con này ô đô đi 3.370 cây. Đó. Đấy, nó đi có hơn 3.000 cây anh em nhé. Đó, hơn 3.000 cây, xe như mới luôn. Đó, lên gương gù này. Đó. Ok. Rồi, tiếp theo là con Lifan 150. Đó, Lifan 150 thì con này hiện tại giá chỉ có 19 triệu anh em nhé. Đó, 19 triệu. Rồi. Giá 19 triệu đây mà. Đó, rất là mềm thôi. Đây. 19 triệu. Ok ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào bên trong. Bên trong thì còn vài mẫu xe cũng cứu cố nữa. Đó. Thì đầu tiên mình giới thiệu cho anh em một con nữa là con Ghirlitemann 200cc. Đó. Con này thì đời 2019 này. 2019 nhá. Đó. Giá nó là 45 triệu anh em nhá. Ghirlitemann. Đó, kiểu dáng cà phê laser. Đó. Con này thì động cơ một máy, 2 đĩa trước này, bánh căm, đó, phộc upside down. Đó. Ok nha. Giá 45 triệu. Đó. Xe rất đẹp luôn, kiểu dáng con này thì không có chê vào đâu được, rất là đẹp luôn nha. 45 triệu anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo mình giới thiệu cho anh em một con nữa. Con này là gì đây? Con này là MB 125 mà. Đó, MB, con này là Sun. MB 125. Đó. Con này thì kiểu cũng cổ rồi, giá chỉ có 17.500.000 thôi nhá. giá 17.500.000. Quay mấy con này chơi biển số nhưng mà Rider này, Rider sang cơ biển số 61 này, con này là full xăng điện tử 219 thì biển số 68 này. Đó, Sachi thì biển số 61 luôn. Đó. Và Ligalitemann 150 biển số 60. Đó. Và một con Lifan thì biển số 93. Đó, anh em nhé. Ligalitemann này thì con này thì coi biển số đâu này. Con này biển số 65. Đó. Còn con BMLA MB con này thì biển số 53 này. Đó. Rồi còn Suzuki GN 125 siêu keng. Đó. Siêu keng thì biển số 61 nha. Con này này. Đó. Ok, mình sẽ lại xem con Suzuki này cho anh em nhé. Đây, Suzuki GN. Con này thì là gọi là siêu cọp này. Đó. Con này thì đời 2017 nhé, 2017 siêu cọp luôn. Đó. Giá là 45 triệu, bao hút hồ sơ cho anh em luôn. Đó. Xe rất đẹp luôn, xe như mới nhá, 2017 như mới, mình sẽ không đi bao nhiêu cây nè. Con này thì mới đi 5.200 cây, 5.200 cây. Đó, xe như mới. Mọi chi tiết thì đều là xe zin hết nhá, như mới luôn. Đó. GN, cái dòng này thì giờ nó hết ra rồi. Con này rất là mới luôn, gọi là siêu cọp đấy các bạn. Đây, lốc máy từ trên cổ bô xuống này, đấy, thế mà như mới luôn. Đấy. Ok. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là con Suzuki Bandit. Suzuki Bandit thì con này đời 2019 nha, đời 2019 em nhá. Giá nó là 39.500.000. 39.500.000 nha anh em nha. Đó. Suzuki Bandit. Đó. 2019 39.500.000. Đó. Đồng hồ này anh em thấy không? Bandit thì xe này như zin, như đã lên tem này, tem nhám anh em nhá. Đó, màu đen nhám. Ô đô con này đi 15.000 cây. Đó, 15.000 cây anh em nhá. Đó, xe thì thầm 15.000 cây. Đó, xe em đu thì thầm nhá. Đó. Ok. Rồi tiếp theo, giới thiệu anh em một con nữa là FZS. FZS thì hiện tại thì con này như đời 2015 thế này. Đó. Con dòng này thì nó là lên full xăng điện tử anh em nha, full xăng điện tử rồi. Giá là 31.500.000. Đó, 31.500. Kiểu dáng thì cũng bình xăng nó rất hầm hố luôn, đầu đèn cũng vậy luôn. Đó, ok. Đó. 31.500.000 nhá. Rồi ok, mình sẽ sang bên này. Bên này thì có Winner B1. Giá hôm nay là 23.800.000, 23.800.000 anh em nhé. Con này 2017, đây 2017, đây 2017, đó, giá rất mềm rồi, 23.800.000. Rồi tiếp theo đến con Winner X. Winner X thì con này là bản ABS em nhé, đây bản ABS, đó. Bản ABS xe rất là mới luôn. Đấy, siêu keng. ABS siêu keng. Con này hiện tại thì giá nó là 33.500.000, đời 2019 nhá. Đó. 2019, để xem nào. Biển số đâu nè. Winner X thì biển số 70, còn Winner V1 cũng trên số 70 luôn. Đó. Ok. Đó, đồng hồ này. Đây. Ô đô con này đây, đi 14.000 cây. Đó, con này hiện tại thì đang hết xăng rồi. 14.000 cây. Đó. Ok. Rồi tiếp theo, con này biển số đẹp anh em này. Đó. Này dòng SQM mà. Đó. SQM giống như kiểu dòng Elizabeth anh em ạ. Đây. Biển số 51H9 7879 nhá. Đó, biển số đẹp. Đúng địa thần tài. Giá con này hiện tại thì giá chỉ có 12.500.000 thôi. Đó, xe màu bạc nhám. Đó, rất đẹp nhé. 12.500.000. Đó, biển số thành phố luôn. Rồi tiếp theo đến một con này là Suzuki GD 110. Suzuki GD 110 con này như mới nhá. Anh cũng có thể thấy là nó lốc máy này, từ dàn chân trước đến lốc máy này, anh thấy không? Như mới luôn. Đấy, mới đến từng con ốc luôn. Anh thấy không? Đó. Con này hiện tại thì cửa hàng bán là 23 triệu nhá, đời 2019, con này đời 2019 luôn nhá. Đó, xe như mới. Đó. Ok, đây 219 ha, 936 đấy, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ vào trong nhà, xem có dòng nào khác nữa ha. Đấy. Trong nhà thì có AB này. AB này thì này, đời 20 mấy đây, 214 nhá. À, con này đời 214 này. AB đời 214 giá là 27.500.000. Đó, 214 xe đẹp. Đó, xe zin siêu đẹp luôn. Đấy, em thấy không? Đó, dàn mũ thì chưa một vết chày luôn. Đó, siêu đẹp nhá. 27.500.000. Đây có Vario. À, Vario, con này Vario. Con này 125. Đó. 25 con này đời 218 em nhá. Giá là 38.500.000. Đó, siêu mới luôn. Rất là đẹp này. Đó. Em có thể thấy nước sơn là rất là đẹp luôn. Hầu như con này cũng không có vết chày nhá. Đó. Đó, như mới. Ok. Tiếp theo cũng con Vario luôn. Con này 150. Đó, màu bạc anh em ha. Đó. Giá con này là 45.500.000. Con này đời 219 em nhá. Đó, đời 219. Đó. 219 đây. Bật cái khóa để cho anh xem nhé. Con này ok. Đúng chỗ. Đây đồng hồ rất đẹp nhá. Ô đồ này đi 20.000 cây em nhá. Đấy, 20.000 cây. Đó, xe siêu đẹp luôn ha. Đó. Đến 70. Con Vario 125 này thì biển 69 này, AB thì biển 67 nha. Đấy. Ok, thì trong này có SH luôn em nhá. Đó, có hai con SH. Đó. Một SH màu đỏ mận này, đó, 150i. Con này thì đời 218 nha anh em nhá. 218 con này giá nó là 76 triệu. À, 76 triệu anh em nhá. Đấy, xe em thấy không? Màu sơn này rất là đẹp luôn. Đấy, hầu như là chưa một vết chày. Đó. Ok. Đó, xe rất là đẹp luôn ha. Ok, tiếp theo đến một con SH nữa này. Con này thì SH, con này màu trắng, trắng đen. Đó. Con này thì đời 214 nhá, giá cũng là 76 triệu nhá. Đó, 76 triệu. Đó, mình sẽ xem con SH này biển đầu nha. Con SH màu trắng này thì biển 60. Con màu đỏ mận thì biển 61 nhá. Đó, ok. Đó, hai con SH rất đẹp luôn. Đấy. Ok, xem đồng hồ này. Đấy, đồng hồ rất là đẹp nha. Con này thì mới đi 26.643 cây. Đó, SH. Đó, rồi. Nếu anh em nào mà quan tâm thì anh em cứ tới trực tiếp đi xem xe thì nó kỹ hơn nhá. Đôi khi mình quay cái này mình có thể là nó chưa được kỹ, đó, chưa được kỹ lắm. Đó. Nên mà anh em cũng thông cảm ha. Đây, màu đỏ này, xem Bodo bao nhiêu nữa ha. Đó, đồng hồ con này này, thấy không? Con này thì mới đi 9.570 cây mà. Đó, xe rất mới luôn, mới đi hơn 9.000 cây à. Đó, ok. Đó. Thì đó là một số con xe hôm nay mình mới cập nhật cái hàng nha. Đó. Ok, còn anh em nào mà quan tâm đến cái dòng gì thì em cứ alo gọi điện trực tiếp tới số điện thoại mình sẽ để trên màn hình cho anh em nhá. Đó, mình sẽ đọc lại địa chỉ cho anh em nhá. Địa chỉ cửa hàng là 489 đường DT 743 nhá. Đó. Nằm ngay mặt tiền DT743 luôn. Số điện thoại là 0908 626 033 em nhé. 0908 626 033. Đấy. Tại cửa hàng thì có giao lưu trao đổi với tất cả dòng xe, nên anh em nào muốn đổi xe thì anh cứ mang xe tới nha. Đó, hiện tại thì cửa hàng có một số con mình cập nhật cho anh em ha. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh, hãy cho mình một đăng ký kênh và nhấn chuông nữa để ký được cập nhật video mới của mình. Đó, khi nào có xe mới về mình làm video để có giá cho anh em ha. Rồi, còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Anh em mà quan tâm thấy cái dòng xe gì anh em comment bên dưới nhá. Đó. Nếu anh em mà thích cái dòng xe khác thì anh em comment bên dưới thì mình sẽ trả lời cho anh em. Còn anh em nào mà muốn biết thêm thông tin và chi tiết về những các con xe tại cửa hàng thì anh em cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại chỉ để trên màn hình nha anh em nhá. Đó. Thì đây là cửa hàng ô tô Hoàng Gia nhá anh em. Đó. Ok. Rồi bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo ha. Đây.